Một báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố mới đây cho thấy, chỉ tính riêng các quận nội thành Hà Nội thì mỗi năm người dân phải chịu thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng do các bệnh về hô hấp mà nguyên nhân quan trọng là do ô nhiễm không khí. Nhận định từ báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ các thiệt hại về sức khỏe kéo theo thiệt hại về kinh tế. Riêng ở Hà Nội, báo cáo cho thấy số liệu ước tính chi phí khám, chữa bệnh về hô hấp, thiệt hại kinh tế do nghỉ ốm với người dân nội thành là 1.500 đồng một người một ngày. Như vậy, với khoảng 3,5 triệu dân nội thành hiện nay, quy đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc các bệnh đường hô hấp khoảng 2.000 tỷ đồng một năm. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, nếu GDP Việt Nam tăng gấp đôi trong 10 năm tới mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu, thì ô nhiễm môi trường cũng sẽ tăng gấp 3 lần.